Vâng, kính thưa quý vị, dòng sông Lam hôm nay ngày 22 tháng 3, trên đường đi từ Hà Nội xuống Hà Nam, dòng sông Lam đã có ý định đến Vạn Cảnh, một địa danh khá nổi tiếng. Và dòng sông Lam đã chọn cho mình một con đường đi tắt theo chỉ dẫn của bác Google Maps. Theo chỉ dẫn của bác Google Maps đã dẫn dòng sông Lam qua cầu Phường Xá ngay tại thị trấn Vân Đình để đi tắt qua làng Phường Xá. Và cứ thế đi và dẫn dòng sông Lam đến chỗ này là một con đường băng qua cánh đồng xanh mượt mà, một con đường khá thơ mộng với cây cối rợp mắt ven đường, một con đường cũng khá đẹp, thôn quê và yên bình an toàn. Dòng sông Lam cứ thế đi, và vừa đi dòng sông Lam vừa tìm kiếm trên bản đồ. Cũng có lúc dòng sông Lam đã đi lạc đường và phải vòng trở lại. Và đây là con đường dẫn dòng sông Lam tới một hồ nước rất nổi tiếng, đó là hồ Quan Sơn. Chúng ta đi tầm khoảng 30 phút nữa, không đến, chúng ta đi tầm khoảng 15 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi. Và kia là một ngọn núi rất nhỏ nằm sừng sững giữa cánh đồng, xung quanh là những ruộng lúa bạt ngàn. Con đường này sẽ dẫn dòng sông Lam đi xuyên qua một ngôi làng. Hết ngôi làng này, chúng ta sẽ đến một con đường ven hồ Quan Sơn để ngắm nhìn cảnh vật sông nước thật là nên thơ. Và hồ Quan Sơn nằm ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ở vị trí này, cách đường Hồ Chí Minh cũng không xa, là địa bàn giáp danh giữa Hà Nội và Hòa Bình. Dòng sông Lam trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng dòng sông Lam đến ngắm cảnh hồ. Xin trân trọng kính mời và chúc quý vị và các bạn vui vẻ, hạnh phúc và an lành.